Đã mang những vũ động thú vị sôi động nhất đến tiếng Hit 2016 ngày hôm nay. Dễ thương quá, ngày hôm nay lấp lánh, lung linh, lộng lẫy, đồng lộn và hạnh phúc. Em cũng tra rồi. Mà dễ sợ, tôi chưa nói từ hạnh phúc cuối cuối hiểu không? Dạ, hơn ngày hôm nay cảm giác của Harry như thế nào đến với Big Hit 2016? Thật sự mà nói là cảm giác Harry đến đây á, thật sự là hay có mọi người sẽ có hoàn tráng gì vậy? Và các bạn cũng quá trời luôn. Trời ơi, các bạn quá trời luôn, cho tôi nghe cái sự quá trời luôn đó. Thật sự nói là mình là ca sĩ, mình là nghệ sĩ thì mình lên sân khấu mà thấy rất là nhiều người ủng hộ mình và rất là cổ vũ cho mình thì thật sự là không có hạnh phúc gì bằng. Thì bản thân Harry cũng rất là hạnh phúc, cũng hôm nay có thể Harry nói tiếng Việt rất là được đó, phải không ạ? Không hiểu luôn, chắc là tại lấy chồng người Việt rồi bây giờ tối tối giờ tâm sự bằng tiếng Việt hơi nhiều. Chị Harry ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà năm nay là cái Tết rất là đặc biệt, bởi vì chị có thêm một người ở bên cạnh thì không biết cái Tết năm nay của chị sẽ như thế nào. Thật sự mà nói là Harry á thì thật sự Harry cũng không biết làm sao nữa. Nói chung là bây giờ lấy chồng rồi nhưng mà vẫn có cái cảm giác là mình chưa lấy chồng. Sao gì kỳ vậy? Tức là mình bây giờ mình cũng ngạc nhiên lắm, buổi sáng dậy xong ủa mình lấy chồng rồi hả? Ủa mình là vợ hả? Cảm thấy cũng hơi hoang mang. Dạ, tại vì chưa có thích ngay. Dạ, chắc là chừng nào có con rồi thì mới biết là mình là vợ của gia đình nhau đó. Trời ơi, chứa gì trong năm mới bật mí một cái thông tin Harry muốn có con luôn. Muốn khi nào có anh em? Thì chừng nào có rồi cho thì mình có thôi. Nhưng mà phải có cái chuyện đó thì mới có con được chứ. Ủa, cho nên cái chuyện rất là thực tế và khoa học nha. Các bạn nghĩ gì vậy? Tôi phải suy nghĩ của các bạn. Rồi, ngày hôm nay rất là vui khi được trở lại Harry với Business để có thể tái hiện lại những bài hát mà đã thành công, đã hit trong thời gian vừa qua, được truy cập và đăng tải lên trên can.vn và iMusic. Thế thì trong cái không khí rộng rã mùa xuân này, bây giờ mình cũng một lời chúc mùa xuân cho các bạn, được không ạ? Chúc mùa xuân. Nhưng mà chúc mùa xuân bằng tiếng Hàn Quốc đi. Đó là ai? Ok. Thì giờ đâu đây? Dám đâu, biết anh biết, đến chị đó, chị đó. Mình vừa có đi học tiếng Hàn Quốc, vừa qua đi học được 6 tháng luôn. Bây giờ, dịch lại. Harry muốn nói là mùa xuân tới rồi, chúc mọi người sẽ đỏ như áo của Minh Sườn và đẹp trai như anh ấy. Wow, hay quá. Hiểu với nhau thôi. Đó. Minh Sù hiểu nhưng không nâu không. Tôi hiểu chứ không nâu không. Hiểu lắm. Các bạn là ai cũng hiểu hết trơn luôn. Có dài dòng á. Bây giờ nói lại tiếng Việt cho mọi người nè. Hay đó là chúc mừng năm mới và lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ với gia đình, với lại kiếm tiền thiệt là nhiều ạ. Một lời hô tê, cảm ơn lời chúc hay vô rất là nhiều. Vậy thì trong cái khoảng mà chúng ta đang rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau như vậy thì chờ tặng thêm một bài hát nữa được không? Tất nhiên rồi, bây giờ không cho hát bài này là Harry cũng không có chịu xuống đâu. Bây giờ Harry hát bài này để anh chị quẩy chung với bạn được không ạ? Quẩy liền nha. Rồi Harry sẽ hát một bài hát mang tên là Anh Cứ Đi Đi ạ.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!